Tại sao Tuấn lại thay đổi với mình như vậy chứ? Đáng lẽ tối nay mình phải được Vinh Hạnh giới thiệu dự án âm nhạc mới, vậy mà bây giờ phải co rút trong góc quán này. Khốn nạn! Không lẽ những gì mình nghi ngờ là đúng? Ông phát hiện ra mình bắt cá hai tay sao? Lý Sẹo, mày hại tao rồi, thằng chó! Sao? Người đẹp đã làm ca sĩ nổi tiếng thì đừng có lạm dụng bia rượu quá như vậy, không tốt đâu nghe cưng. Lại là mày hả thằng chó? Sao? Gặp anh không có vui hả người tình bé nhỏ? Mày im đi. Nè thằng chó, sao mày không chết đi cho rảnh nợ? Em muốn yên ổn ra khỏi đây hay muốn anh cho mọi người biết em là người tình của anh? Mày dám? Ca sĩ ấy đi mà có một người tình như tao thì ngày mai sẽ được đăng báo trên trang bìa đó, mày biết không? Mặt tao nè, mày quẳng vô đi. Mấy năm vừa qua cứ tưởng bài hát đó mãi mãi sẽ không bao giờ ai nhắc tới. Nào ngờ tối nay nó lại được cất lên chính sân khấu của mình. Minh Tường, không lẽ suốt mấy năm đằng đẵng hồn ma của mày vẫn còn theo bài hát đó để đeo bám tao hay sao? À! Minh Tường, thực ra mày còn sống hay chết vậy? Nếu như mày còn sống thì tại sao suốt mày mấy năm qua mày không đi tìm tao? Cho em gửi. Dạ, cảm ơn. Cảm ơn anh. Anh hai, chỗ này là nhà trọ của chị Trâm. Mấy bữa nay em ở đây nè. Hai anh em vô phòng ngồi nghỉ một chút cho khỏe, để chị gọi điện đặt vé, rồi trưa trưa hãy về. Dạ, em cảm ơn. Đi. Chị đi anh hai. Út Mai. Ông chủ. Sao, không nhận ra tôi sao? Tôi nhớ là đêm qua cô đâu có uống say đâu. Dạ không,
Tôi quá bất ngờ. Tôi không nghĩ là ông tới đây. Sao lại bất ngờ chứ? Trên đời này không có chuyện gì là không thể không xảy ra được. Nhưng ông tới đây có chuyện gì không? Chuyện gì hả? Cô nghĩ giữa tôi với cô không có chuyện gì để nói với nhau sao? Đúng vậy. Tôi cũng nghĩ giữa em gái tôi với ông không có chuyện gì để nói với nhau hết á. Ông tới đây làm gì? Tôi tới để mời mọi người đi ăn một bữa trước khi hai anh em cậu về quê, không được sao? Sao cậu lại tỏ vẻ hằn học như vậy chứ? Anh hai, đây là ông chủ của chị Trầm đó. Tôi cảm ơn ông, nhưng bây giờ tụi tôi còn phải vào nghỉ ngơi, không có buồn già nào để đi ăn hết. Hay là mình đi ăn đi cho vui. Ông chủ của tôi á, quý hai người dữ lắm, cho nên mới có công tới đây mời á. Nếu cô đói á, thì cô đi ăn với ổng đi, tụi tôi không có đói. Anh hai. Hai Bình à, hình như cậu còn mệt mỏi trong người phải không? Thôi được rồi, nếu cậu không thích đi thì tôi không ép. Nhưng ít ra cậu cũng nên hỏi ý kiến em gái của cậu chứ. Tôi không nghĩ cậu là một người anh trai gia trưởng như vậy. Anh hai à, hay mình đi đi. Ông chủ của chị Trầm, ổng có ý tốt mà. Sao anh cứ bực bội vậy? Anh mệt lắm, anh không muốn đi. Nếu em muốn á, thì em cứ đi đi. Còn anh chỉ mong về nhà với nội càng sớm càng tốt thôi. Út May à, anh cô đã nói như vậy rồi thì mình đi thôi. Nè, tôi thiệt không hiểu nổi, giữa em gái tôi với ông thì có chuyện gì để nói với nhau? Sao lại không có gì để nói chuyện với nhau? Em gái của cậu chính là ân nhân đã cứu tôi đó. Ủa, cái kẹp đó là của tôi, sao ông lại có nó? Út May, cô thật sự không còn nhớ gì về tôi hết sao? Tôi nhớ mà. Từ hôm đó tới nay, tôi luôn muốn gặp lại cô để nói lời cảm ơn. Và hôm nay tôi tới đây mời mọi người đi ăn cũng không nằm ngoài mục đích đó đâu. Nhưng tôi thấy mọi người có vẻ là không vui. Lòng thành của tôi hình như là không được đón nhận. Chắc là tôi tới không đúng lúc rồi. Không, ông đừng có nghĩ như vậy mà. Không sao đâu. Nếu hôm nay cô không thể đi ăn được thì tôi mong là sẽ có dịp khác. Nếu không, trong lòng tôi sẽ áy náy lắm. Còn cái kẹp này, tôi xin phép giữ lại để nhắc mình vẫn còn nợ cô một lời cảm ơn nha. Dạ thưa ông. Sao? Tôi sẽ đi ăn. Út May. Nhưng mà sau đó ông cho tôi nhận lại cái kẹp được không? Út May, em làm cái gì vậy? Anh hai, anh cho em đi với ổng một chút thôi. Cây kẹp đó là của anh hai tặng cho em. Em quý nó lắm, em không có muốn mất nó đâu. Đi anh hai. Anh Bình à, anh cứ để cho Út May đi đi. Ông chủ của tôi là người đàng hoàng mà. Cô thì biết cái gì mà nói. Anh hai. Út May. Em cứ đi đi. Được đi ăn với ông Tuấn á là cơ hội tốt cho em đó. Nhưng mà... Còn anh hai của em á, để chị nói chuyện cho. Đi đi. Xe tôi để bên này. Đi đi. Đi. Tôi giữ đúng lời hứa, trả lại cái kẹp cho cô. Cảm ơn ông. Mấy bữa nay tôi cứ tưởng là sẽ không tìm lại được nó nữa. Sao lại cảm ơn tôi? Tôi mới là người cảm ơn cô mới phải chứ. Hôm đó thiệt tình tôi cũng sợ lắm á. Tôi sợ là ông không chịu nổi nên mới làm liều chạy ra kêu cứu. Nhưng mà đám người đó là ai, ông có biết không? Tôi cũng không có biết. Nhưng cô cũng đừng có quan tâm. Ở Sài Gòn, cái hạng người xấu á nhiều lắm, còn người tốt á thì chỉ đếm được trên đầu ngón tay thôi. Nếu vậy á thì tôi may mắn lắm đó. Vì tôi đã gặp được chị Trầm. Chị tốt bụng lắm, chị đã cho tôi ở nhờ suốt mấy ngày hôm nay. Hai anh em cô lên Sài Gòn làm gì vậy? Dạ, cũng có chút chuyện. Nhưng bây giờ thì mọi chuyện cũng xong hết rồi. Trưa nay tụi tôi phải về quê chăm sóc nội, chứ không thể để nội một mình được. Gia đình cô không còn ai nữa sao? Mẹ tôi mất rồi. Dưới đó bây giờ còn có cha tôi thôi. Nhưng mà cha tôi thì...
Cha cô sao? Cha tôi ông Tuấn, ông cho tôi xin lỗi với bài hát tối hôm qua. Bài hát đó buồn quá, lẽ ra tôi không nên hát nó trong buổi tiệc. Không sao, cô hát rất hay, mà bài hát cũng rất hay. Mà sao cô lại biết bài đó vậy? Bài đó hả? Ở dưới quê tôi nhiều người biết bài Nguyệt Cầm Ly Biệt lắm, ai cũng biết hát bài này. Tôi nghe đâu người lớn nói lại, cách đây lâu lắm rồi, có một gánh hát đã từng biểu diễn bài này ở dưới quê tôi á. Cô có biết tác giả của bài hát là ai không? Dạ không, ở quê tôi cũng không có ai biết đâu. Phải rồi, hồi nãy cô vẫn chưa nói cho tôi biết về cha của cô đó. Hình như có chuyện gì khó nói hả? Tại vì chuyện đó cũng không có hay ho gì, cho nên tôi không có muốn nói ra. Có gì đâu, chia sẻ với nhau thôi mà. Tôi cũng muốn lắng nghe để hiểu thêm về cô. Tôi nói ra ông đừng có cười nha. Thiệt tình, cha tôi từ đó tới giờ rất là mê cờ bạc rượu chè, không có biết lo cho nội. Vậy sao? Tất cả những gì cô nói chứng tỏ cô không liên quan gì đến Minh Tường, và cũng chưa từng biết Minh Tường. Nhưng sao tôi vẫn có một cảm giác gì đó rất mơ hồ về cô. Tôi xin lỗi, mấy cái chuyện không hay của cha tôi cũng không muốn đem ra nói với người khác đâu. Tôi nghĩ làm như vậy cũng không phải với ổng, mà còn khiến người nghe khó chịu nữa. Sao lại xin lỗi? Là tôi muốn cô chia sẻ với tôi thôi mà. Nói thiệt, tuy chỉ mới tiếp xúc với cô, nhưng tôi cảm thấy cô là một người rất biết lý lẽ phải trái. Tôi nghĩ cô đã được gia đình dạy dỗ rất tốt đó. Cũng nhờ nội tôi hết đó. Tuy nhà tôi nghèo, nhưng mà nội cũng ráng cho anh em tôi được học hành, rồi còn dạy dỗ biết bao nhiêu là thứ nữa. Tôi lúc nào cũng muốn lo cho nội được sống sung túc hơn, nhưng mà trong tay tôi lại không có gì hết. Nè, cảm ơn cô. Sao không vô nhà mà ngồi ngoài vậy? Phòng đàn bà con gái tôi vô thấy kỳ kỳ. Sáng giờ anh ăn gì chưa vậy? Trong phòng tôi còn đồ ăn đó. Thôi khỏi, tôi ăn rồi, cảm ơn cô nha. Mà nè, tôi cũng cảm ơn cô mấy bữa nay đã giúp đỡ em gái của tôi. Có gì đâu, Út mày nó cũng biết điều lắm. Nó ở đây với tôi cũng thấy vui mà. Anh à, trưa nay tụi tôi về, cô ở lại giữ gìn sức khỏe nha. Tôi biết rồi. Mà chắc là hai người không trở lên nữa đâu ha. Lên làm gì nữa, Sài Gòn đâu phải là chỗ của tụi tôi. Anh nói cũng phải, sống ở chỗ không phải của mình cực lắm. Như tôi nè, cũng là dân tha phương cầu thực, làm đủ thứ nghề để sống hết. Anh thấy đó, ngay cả chuyện đi giá nước đá trong chợ của đàn ông con trai mà tôi cũng làm luôn. Vậy hả? Anh ngạc nhiên hả? Bộ anh không nhớ gì về tôi hết hả? Tôi giỡn đó, tôi nhớ sao không nhớ. À, bữa trước anh chở tôi về á, trả anh cái nón nè. Cảm ơn cô. Mà kể ra cô cũng chịu khó quá ha. À, nhưng sao tôi nghe cô nói là cô đang làm việc cho ông Tuấn mà. Thì bây giờ tôi đang làm phục vụ trong phòng trà của ổng á. Trước giờ á, ổng đã lăng xê cho rất nhiều ca sĩ nổi tiếng. Tôi thấy á, ông Tuấn là người đàng hoàng, tài giỏi nữa. Cô ở Sài Gòn lâu như vậy mà cũng còn dễ tin người quá. Thì Sài Gòn có người này người khác chứ.
Ông Tuấn á thì dứt khoát không phải là người xấu đâu. Út May hát hay như vậy á, nếu chiếm được thiện cảm của ổng thì tương lai của nó sẽ tốt lắm. Nếu tôi mà là anh á, tôi sẽ cho Út May ở lại Sài Gòn để đi theo ông Tuấn, chứ không bắt nó về quê chi cho cực. Tôi thấy... Đủ rồi. Cô đừng có nhắc cho ông nữa. Tôi muốn đi ra ngoài một chút cho thoải mái. Sao? Đẹp lắm phải không? Đẹp quá trời luôn. Giới thượng lưu Sài Gòn, người ta không chỉ ăn ngon không thôi, mà còn phải ăn đẹp nữa. Còn ở dưới quê tôi, chỉ cần ăn no là mừng lắm rồi. Thực ra, cuộc sống có nhiều điều rất đáng để tận hưởng. Tôi thấy cô hoàn toàn có cơ hội để tận hưởng nhiều thứ thú vị hơn, thay vì một cuộc sống đơn giản nhàm chán. Ông nói vậy nghĩa là sao? Tôi nhìn thấy ở cô có rất nhiều tố chất, nhưng tôi lại có cảm giác là cô không biết bản thân mình đã cất giữ một viên ngọc quý, hoặc là cô không tin viên ngọc đó có thể phát sáng thu hút mọi người. Đó chính là giọng hát của cô đó. Ông chọc tôi phải không? Chuyện cổ nước Ý có nói về một chú bé mũi dài, đó là chú bé Pinocchio. Cứ mỗi lần nói dối á là cái mũi của chú nó dài ra. Cô nhìn đi, cái mũi của tôi đâu có dài đâu. Ông biết không, hồi dưới quê tôi á, mỗi lần tôi tưới cây á là thể nào tôi cũng hát du dơ à. Anh hai tôi nói á, không phải mấy cái cây xanh tốt là nhờ tôi tưới nước đâu, mà là nhờ nó nghe giọng hát của tôi á. Út May à, tôi thích nét hồn nhiên của cô, tôi cũng thích những ước mơ dễ thương của cô nữa, nhưng mà tôi không tin là ông trời phú cho cô giọng hát chỉ để phục vụ cho cỏ cây hoa lá đâu. Trái tim của con người mới là thứ cần đến âm nhạc nhiều nhất đó. Tôi thấy sẽ rất là uổng phí nếu như giọng hát của cô không được đến tai người khác. Sau này cô có định quay lại Sài Gòn nữa không? Dạ chắc là không. Thật ra thì tôi cũng đang cần một số ca sĩ trẻ hát tại phòng trà để làm phong phú các đêm nhạc. Nhưng nếu cô thích đó thì tôi sẵn sàng tạo điều kiện cho cô được hát và giúp cô có cuộc sống ổn định ở Sài Gòn này. Dạ, tôi cảm ơn ông đã tạo điều kiện cho tôi. Nhưng mà gia đình tôi có nhiều chuyện quá, tôi không còn lòng dạ nào để nghĩ tới chuyện khác. Cô suy nghĩ lại đi. Được hát ở phòng trà của tôi, đó là bước đệm để cho cô phát triển. Tôi muốn mở đường cho cô, một phần vì quý giọng hát của cô, phần khác là bởi vì tôi muốn trả ơn cho cô. Ông đừng có nghĩ ngợi nhiều. Chuyện tôi cứu ông thì hôm nay ông đãi tôi ăn như vậy là đủ rồi. Còn chuyện đi hát, bây giờ tôi không có nghĩ tới đâu. Thôi được rồi, vậy thì cô cứ suy nghĩ thêm đi. Bất cứ khi nào cô muốn thì cứ tới tìm tôi. Cô ăn đi. Dạ. Ngon quá. Nếu chiếm được thiện cảm của ổng thì tương lai của nó sẽ tốt lắm. Nếu tôi mà là anh á, tôi sẽ cho Út May ở lại Sài Gòn để đi theo ông Tuấn, chứ không bắt nó về quê chi cho cực. Út May à, không phải là anh hay ích kỷ, nhưng anh thật sự không thể tin tưởng anh Quang Tuấn đó. Anh không thể để em gần gũi con người đó được. Ha ha.
Chào. Cảm ơn ông. Đây. Anh hai. Tôi trả em gái lại cho cậu đó. Cổ là một viên ngọc quý, cậu phải giữ gìn cẩn thận nghe. Điều đó ông không cần phải dặn. Út Mây, em vô trong chuẩn bị đồ đi. Dạ. Cảm ơn ông. Ê. Em gái của mày á, vừa có tài lại vừa có sắc nữa, lại có nhân cách đặc biệt, đúng là một đứa con gái tốt. Nó không giống mày chút nào hết á. Tao tự hỏi tại sao tụi bay lại có thể là anh em với nhau được. Ông nói vậy là ý gì? Ê, đừng có nóng. Tao chỉ nói lên thắc mắc của tao thôi mà, có ý gì đâu. Mà phải công nhận là tao ở trong giới giải trí á, mỗi ngày gặp gỡ không biết bao nhiêu là gái đẹp á. Nhưng mà không biết sao, đứng trước em gái của mày á, tao vẫn thấy say đắm á. Tao thích em gái của mày rồi á. Ê, bay cho mày. Ông Hoàng Tuấn, ông nói gì với anh hai vậy? Không có gì. Anh hai giận em hả? Em chuẩn bị xong chưa? Mình đi về. Anh hai đừng có giận em nha. Nếu em không đi với ông Tuấn thì em sẽ không lấy lại được cây kẹp. Em quý nó lắm. Kẹp này là của anh hai tặng em mà. Anh hai đâu có giận em đâu. Anh tìm được em á là anh mừng lắm rồi. Bây giờ tụi mình về lẹ đi, chắc là nội đang trông lắm. Dạ. Nhưng hay là mình qua nhà chị Ái Ly một cái, thăm dì Tám rồi về nha. Hồi nãy ông Tuấn có cho em địa chỉ của nhà chị Ái Ly rồi. Ủa, Ái Ly, gì vậy trời? Gì nữa đây? Mấy người mọi lên đây làm chi nữa vậy? Má với chú có công chuyện lên Sài Gòn, cái sẵn tiện ghé qua đây đưa cho con ít bánh nè. Nè, đây nè, con đem vô nhà ăn đi, bánh này ngon lắm, má phải đặt trước mới có cho con đó nè. Con không thích ăn. Trời, tôi đã nói bao nhiêu lần rồi mà má không chịu hiểu hả? Đã nói là tôi không có ăn mấy cái thứ này, đừng có mà hả, lần nào cũng gói ghé một chút rồi đem lên cho tôi ha. Ôi, gì vậy má? Má làm ơn đi được không? Cái nước mắt ngắn, nước mắt dài như vậy, ta đi ngang, đi ngửa, ta nhìn vô, ta đánh giá tôi rồi sao? Làm ơn giùm cái đi. Còn cơm nước gì chưa? Tại sao bữa nay má thấy con xanh xao quá vậy? Tôi bình thường, má khỏi phải lo ha. Rồi bây giờ má tính ở đâu? Má cũng chưa tìm được chỗ. Hay là con cho má với chú vô nhà nghỉ chân chút cho khỏe đi, rồi chiều mát mát á, cái má đi tìm chỗ khác má ở. Vậy ông này luôn á hả? Tôi cho má ở thì được, còn ông này thì không, đi chỗ khác. Dòm thứ mà ghê. Thôi bà, không ấy bà đi vô nhà với nó đi, còn tôi thì tôi đi dài dài ở đây hỏi thăm người ta coi có chỗ nào không rồi tôi ghé. Thôi trời ơi, không có được. Mắt mũi ông vậy mà đi đâu, làm sao tôi yên tâm được. Thôi, ở đây đi. Ái Ly à, hay là con... Thôi, má khỏi nói nhiều nữa. Tôi nhìn là tôi hiểu rồi, ha. Má thương ổng quá chứ gì, không nỡ để ổng đi một mình chứ gì. Vậy má đi theo ổng đi, theo ổng rồi kiếm chỗ ở, hai người ở chung với nhau, ha. Cuối cùng thì má cũng đâu coi tôi ra cái gì. Mày đặt diễn cớ tới đây để thăm tôi, cũng muốn chồng ở nhờ thôi đúng không, hả?
À, má sợ ông cực, má sợ ông khổ, đúng không? Ai Ly, con nói cái gì kỳ vậy? Thôi mệt quá, bây giờ vậy, một là bà ở đây, hai là đi theo ổng, vậy thôi. Chị Tám. Thầy. Chị Tám, hay là gì với thầy về phòng trọ của Trầm đi. Con thấy bên đó còn phòng trống, chứ đây mà lời qua tiếng lại như vậy, bà con người ta dòm ngó dị nghị, kỳ lắm gì. Cao thượng quá, thân mình còn lo chưa xong, mày đặt ở đây đèo bồng hả? Tôi thiệt không hiểu nổi trong đầu cô đang nghĩ cái gì nữa. Thôi. Má ruột của cô còn không thương, vậy cô biết thương ai? Nè, đây là chuyện của gia đình tôi, không có liên quan tới anh đừng có xen vô. Sao? Muốn tới đây quậy hả? Muốn quậy hả? Cô... Thôi. Hai Bình, con biết chỗ nào á, con đưa dì với chú tới đó đi. Đừng có ở đây rồi một hồi có chuyện nữa. Đi đi con, lẹ lên. Đi. Để con xách cho dì. Để con dẫn thầy đi. Má đi nghe. Đi hết đi. Đi giùm cái. Ở đầu tôi ám không à. Bây giờ đã qua được đây rồi, dì với chú có cần con giúp gì thì con sẽ giúp. Dì cảm ơn tụi con, nhưng mà nghĩ tới những gì mà nó đối với dì, dì đau lòng thắt ruột lắm. Cái cô Ái Ly này cũng thiệt tình á, là nghệ sĩ nổi tiếng mà không biết làm gương cho người khác gì hết. Thôi, cứ để bà khóc cho nhẹ lòng đi tụi con. Còn Út Mai với Hai Bình, hai đứa lên Sài Gòn hồi nào vậy? Sao thầy không hay biết gì hết trơn vậy? Dạ, tụi con... Dạ, tụi con lên trên này để mua thuốc cho nội. Không có gì đâu thầy. Còn thầy với dì Tám sao lại lên trên này? Thầy có chút chuyện thôi. Khi nào tụi con về? Chút xíu nữa tụi con về luôn. Nhưng mà để thầy với dì Tám ở đây... Tụi con không có yên tâm. Không sao đâu, Út Mây với anh Bình cứ về quê đi. Ở đây còn có tôi mà. Có gì tôi ngó chừng dì với chú cho. Nếu như vậy tôi nhờ Trầm để dì Tám với chú vô danh giùm tôi nha. Ừ. Cảm ơn Trầm nhiều lắm. Có gì đâu. Thôi mà, thầy với bà có làm sao đâu mà tụi con lo. Hai đứa mua thuốc xong rồi thì tranh thủ về đi, để bà nội ở nhà một mình đâu có được. Nhưng mà dì Tám... Dì không sao đâu. Hai đứa tụi con đừng có lo. Dạ, vậy thôi tụi con về. Thưa dì con về. Thưa chú vô danh con về. Đưa chị. Con về thầy ơi. Ừ. Con về nghe dì Tám. Nè. Dạ. Dạ. Hai đứa về quê mạnh giỏi nghe. Chừng nào xong việc á, dì với ông cũng về. Chú với dì ở lại giữ gìn sức khỏe nha. Dạ anh nè. Cảm ơn. Ừ. Cho tôi gửi. Dạ cảm ơn chị. Đi con. Hai Bình, dì dẫn Thúy Hoài đến gặp con trước khi con về quê nè. Anh Thần hộ mệnh, anh đi đâu vậy?
anh phải về quê. Tuyết Hoa ở lại ngoan nha, không có được nhõng nhẽo và phải vui lên. Dạ. Như vậy thì sau này thằng Hồ Mạnh mới lên chơi với Tuyết Hoa, hiểu chưa? Vậy Lam ở lại Mạnh giỏi nha. Không biết chừng nào thì tụi con mới được gặp lại dì nữa. Sẽ có dịp thôi mà. Dì còn phải về Gò Tháp để tìm người thân nữa, bộ con quên hả? Mai mốt có thuận tiện dì sẽ trở xuống đó. Dạ. Út Mây à? Dạ. Dì đây là... À, con quên giới thiệu với dì nữa. Dì này là dì Lam. Tụi con cũng mới biết dì thôi. Dạ. À, đúng rồi, đợt trước dì có xuống Gò Tháp một lần, có ghé qua nhà để tìm thầy, nhưng mà không có gặp thầy. Thì ra bà này là người lần trước tới nhà tìm ổng. Mà nếu bà đúng là Thùy Dung, khi ổng bà gặp lại nhau thì hai người sẽ... À, con quên nữa, có thầy của con ở đây. Thầy của con đang ở trong trỏng á. Hay là dì Lam vô gặp để nói chuyện được không? Vậy hả? Dạ. Thầy con ở trỏng hả? Dạ. Vậy tốt quá rồi. Vậy để dì vô tìm ổng, hỏi chút chuyện coi sao. Khoan đã, ổng còn mệt lắm, với lại ổng không muốn tiếc người lạ. Dạ tôi xin lỗi. Vậy để khi khác tôi trở lại. Con người của ổng kỳ lạ lắm, ổng không có quen tiếp chuyện lung tung đâu. Nếu chị có gì cần nói á thì cứ nói lại với tôi nhắn lại với ổng cho. Dạ thôi tôi biết rồi chị, mà chắc cũng không cần đâu. Mà dạ, nếu phiền quá thì cứ thôi vậy. Dạ. Dì Tám, hay là dì cứ cho dì Lam gặp thầy đi. Thôi, xế trưa rồi, hai đứa tụi con tranh thủ ra bến xe về cho sớm đi. Đi đi con, chuyện ở đây á để dì lo được rồi. Đi. Dì Tám nói phải đó. Tụi con tranh thủ về mau đi, để dì đón taxi rồi đưa tụi con ra bến xe luôn. Dạ thôi, không cần đâu dì, tụi con tự đi được rồi, mất công dì lắm. Không sao đâu mà, dì quý tụi con như người nhà vậy đó. Đừng có ngại gì hết. Mình đi đi con. Tôi đi nha dì Tám. Dạ. Dì đi nha. Dạ. Dạ. Tôi dì Tám cũng đi. Con đi nghe dì Tám. Ừ. Em đi nghe chị. Tôi đi nha chồng. Mình đi con. Anh Bình, Út Mây, chúc hai người mọi điều tốt đẹp nha. Mình làm như vậy có quá đáng không? Dù gì thì ổng cũng lên đây cũng là để tìm vợ của ổng mà. Sao bây giờ mình lại ngăn cản người ta? Còn bà Trúc Lam này nữa, bà có phải là Thùy Dung không? Trời ơi Trang ơi, má khổ quá Trang ơi. Má không có muốn sống với cái cảnh này nữa Trang ơi. Con có linh thiêng phù hộ làm cho thằng má nó đổi tánh này. Nội. Nội. Con. Nội. Con nhớ và lo cho nội lắm nội ơi. Nội cũng vậy, nội nhớ con lắm, nhớ tụi con lắm. Đi đi qua đây. Qua đây. Nội sao rồi nội? Nội lo cho tụi con quá à. Bữa trước á, thằng Quý nó khai ra hết rồi. Nghe dì Thời nói á, tụi con cũng đã biết chuyện, nhưng sao tới bữa nay tụi con mới về? Dạ, tại vì tụi con bị trở ngại vài thứ thôi nội. Thôi, thấy hai đứa yên ổn như vậy là nội mừng rồi. Cảm ơn trời Phật đã phù hộ cho tụi con. Nhưng mà dù gì á, tụi con cũng nên lánh mặt vài ngày đi. Thằng bá nó còn tức lắm. Mới hồi nãy á, nó còn hăm con Út nữa nè. Ông có nhà không nội? Nó mới vừa tới cái xin tiền không có cái nó đi ra ngoài rồi. Hai đứa nghe lời nội đi, trốn đâu vài bữa để nội khuyên can nó, rồi hai đứa hẳn về. Ủa mẹ ơi, đứa có tiền là trời ơi ta. Nó về tới rồi đó, hai đứa đi đi. Nhưng mà nội ơi, con không có muốn đi đâu. Nghe lời nội đi con, hai đứa đi đi. Đi vòng ra sau bếp kìa kìa. Đi vòng ra cửa sau lẻ đi nữa. Ông thấy như vậy, ông có nương tay đâu. Đi đi, đi, đi con. Đi lên. Đi ra sau bếp, vòng ra liền. Trời ơi. Nhớ tụi bay hả? Ủa mẹ tụi bay.
Bố mẹ tụi mày, mẹ bà tụi mày. Nè, bà làm cái gì mà suốt ngày mặt của bà giống như đưa đám vậy? Hả? Tôi đi qua bển, nó thấy tôi không có tiền, nó đuổi tôi về nè. Cũng tại cái con quỷ cái đó. Cái con quỷ cái đó mà về đây hả? Tôi giết nó cho bà coi. Tôi giết nó cho bà coi. Nếu bà Trúc Lam đúng là bà Thùy Dung thì không lẽ đứa con gái khù khờ mà bà dắt theo hồi sáng cũng chính là con gái của ổng sao? Nếu ổng mà biết được con gái của ổng hiện giờ như vậy, chắc là ổng buồn lắm. Phải lỗi tại em đâu. Lấy chồng là chuyện hạnh phúc của cả một đời người. Tại sao lại bắt em đem ra để mà đánh đổi lấy tiền bạc chứ? Anh hai, hay là ngày mai em nói với cha là em đồng ý lấy Quý. Em nói cái gì vậy? Em thấy Quý tuy ngờ ngợt nhưng dù sao cũng không có xấu bụng. Nếu như em lấy Quý, chắc chắn em sẽ được đối xử tốt mà. Út Mai à, em đừng có nghĩ lung tung như vậy nữa. Em càng nghĩ á càng bậy đó. Chứ bây giờ mình cũng có cách nào nữa đâu. Số tiền mà nhà mình thiếu bà Từ, làm sao kiếm đủ để trả cho bà bây giờ. Em không muốn cả đời nội phải sống trong cảnh nợ nần như vậy đâu. Chỉ cần em lấy anh Quý thì mọi khó khăn trong nhà sẽ được giải quyết. Nếu em cứ nấn ná thì sau này lỡ như nội có bề gì, em sẽ hối hận lắm á anh hai. Anh đã nói là em im đi rồi mà. Anh hai cứ coi như đây là chuyện của em đi. Em đã suy nghĩ kỹ lắm rồi. Em không hối hận với quyết định của mình đâu. Dù anh không chấp nhận, anh thương nội, anh không muốn thấy nội khổ, nhưng mà anh cũng thương em nữa. Cũng mày à, anh muốn em lấy được một người chồng có thể đem lại hạnh phúc cho em. Em có hiểu không? Chỉ cần thấy nội vui, nội được sống sung sướng an nhàn, vậy là em hạnh phúc rồi. Từ bây giờ anh hai đừng ngăn cản em nữa, em sẽ không nghe đâu. Anh không cho em lấy Quý, em không được cãi anh. Nếu em mà lấy nó, em đừng nhìn mặt anh nữa. Chứ bây giờ anh hai muốn sao? Anh hai muốn em cãi lời cha, cứ khư khư bảo vệ hạnh phúc của mình, để rồi nhìn gia đình mình ngày càng khổ thêm sao anh hai? Tại sao vậy hả anh hai? Em hỏi anh tại sao hả? Tại vì anh yêu em. Anh yêu em nên anh không muốn em sống bên người khác. Anh yêu em nên anh muốn em có cuộc sống hạnh phúc thật sự. Anh yêu em nhưng lại không thể nói ra cho em biết lòng mình. Tình cảm này đau đớn lắm. Em có hiểu không hả Út Mai? Út Mai, em yên tâm đi. Anh hứa, anh sẽ cố gắng tìm cách để có tiền trả hết nợ nần cho người ta. Em sẽ không cần phải đánh đổi hạnh phúc của mình nữa. Không biết giờ này hai anh em của ảnh đã tới dưới chưa. Mình thấy Hai Bình đúng là một người đàn ông tốt. Ảnh thương em gái như vậy, chắc chắn là một người biết lo cho gia đình. Trâm, Trâm, Hồ, cái gì vậy? Làm không lo làm, lo nghĩ tới anh nào mà cái mặt thừ ra vậy? Anh nào? Khùng hả? Mà mày kêu tao có chuyện gì không? Cái con nhỏ tối hôm qua lên sân khấu hát đó, bộ nó là bạn Trâm hả? Ừ. Sao? Mê giọng hát nó rồi phải không?
Nói thiệt nha, giọng hát của nó nghe nổi da gà luôn á. Trầm là bạn nó, sao không kêu nó đi thi hát đi, biết đâu có giải thì sao. Hoàn cảnh gia đình nó khổ lắm, cho nên nó không có tâm trạng nào để bon chen đâu. Bây giờ thì nó về quê luôn rồi. Ổn nghe. Mà phải công nhận là bài ca cổ đó nó cũng hay thiệt á. Mới nghe có một lần mà tao cứ lẩm nhẩm hát theo hoài hả. Dạ xin thưa bạn ai quan là quốc phương cầu quan, gửi nỗi niềm tha phương nơi xứ lạ. Cô đã làm gì vậy hả? Nè, lần sau mà vừa làm việc vừa hát hò mà không tập trung như vậy á, tôi đuổi việc đó. Dạ. Dạ. Giai điệu bài hát đó, hay mỗi lần vang lên, mình lại cảm thấy sợ hãi. Mười mấy năm trôi qua rồi, tại sao nó không chịu ngủ yên chứ? Với những người mà tôi đã gặp, nhưng không hiểu sao tôi luôn thấy sợ hãi mơ hồ mỗi khi nhìn vào ánh mắt của cô. Cô làm cái gì vậy? À, lại đi uống rượu nữa hả? Buồn bực chán đời. Bây giờ nếu không uống rượu thì làm gì vậy anh? Cô về đi, cô xỉn lắm rồi đó. Không nên đi khuya. Gì? Anh quan tâm tôi hả? Hay là anh muốn đuổi khéo tôi? Tôi không về. Tôi tới đây là để tìm anh. Tôi muốn một lần nói chuyện thẳng thắn và nghiêm túc giữa tôi và anh về mối quan hệ của chúng ta. Thẳng thắn và nghiêm túc bằng men rượu hả? Cô về đi, chừng nào tỉnh táo thì gặp tôi. Thái độ của anh vậy là sao? Hả? Có phải là anh chán tôi rồi không? Anh nói đi, anh nói thẳng ra một tiếng cho rõ trắng đen đi. Đừng có úp mở với tôi nữa, hiểu không? Cô nhìn lại cô đi ha. Nhìn xem bộ dạng của cô bây giờ có thể tạo cảm hứng cho người khác được hay không? Phải. Bộ dạng của tôi thì làm sao mà giống với bộ dạng quê mùa của nhỏ kia? Anh đổi gu rồi hả? Bây giờ anh thích gái quê, gái tơ. Anh chán tôi rồi chứ gì? Tôi còn nghe người ta đồn anh đưa nó lên sân khấu phòng trà để cho nó đứng trên đó nó hát nữa đúng không? Hả? Anh nói đi, có phải nó đã bỏ bùa mê thuốc lú gì vô cây kẹp của nó, bây giờ để anh mê nó như điếu đổ đúng không? Cô nói đủ chưa? Tôi cho cô biết nghe, chuyện giữa tôi với cô không có liên quan gì đến Út Mây hết. Cô hãy nhìn lại bản thân mình đi, trước khi xúc phạm người khác. Nếu công bằng mà nói thì Út Mây còn tốt hơn cô gấp nhiều lần. Anh đứng lại đó, anh không bỏ tôi được đâu. Mình nói chuyện với nhau rõ ràng đó Quang Tuấn. Quang Tuấn, buông ra. Quang Tuấn, tôi muốn nói chuyện rõ ràng với anh mà. Mở cửa. Quang Tuấn, anh không thể bỏ tôi được. Quang Tuấn. Yeah.
Bà nội cha nhậu mộng có cái gì để ăn á? Cha, thưa cha, con mới về. Cái con khốn nạn, mày dám giác mặt mày vậy đi nữa hả mày? Cha, con biết lỗi của con rồi. Bữa nay con về, con xin nghe lời cha. Cha muốn sao con cũng nghe hết. Mày im đi. Mày làm cho cái nhà này điêu đớn như vậy rồi. Mày còn dám giác cái mặt của mày về đây. Con mẹ ơi từ. Con mẹ nổi trận lôi đình. Bây giờ mày có muốn người ta đem vòng vàng qua đây để cưới cho con của người ta không dễ dàng đâu biết chưa? Mày hả? Mẹ mày! Mày vô đây tôi lấy kéo tôi cắt cái đầu của mày luôn! Cha! Vô đây! Vô đây! Ra! Mẹ mày! Mày dám cản hả? Mẹ mày! Cản! Bà nội cha mày, cái lưng mày giống như tấm hớt cứng cái mẹ à! Cha! Tôi từ con là con của cha! Nhưng không phải cha muốn làm gì cũng được đâu nha! Cái gì? Cái thằng chó, mày dám dở giọng mất dạy với tao hả? Tao đập cho mày chết ba mày luôn. Tao đập cho mày chết cha mày luôn. Cha, cha ơi, con lại cha mà cha ơi. Ông mày, đứng đó đi. Con sẽ nghe theo lời của cha mà cha. Cha muốn gả con cho ai cũng được hết mà. Ông mày, em đứng lên đi. Em nói cái gì vậy? Mày mới vừa nói tức thì là tao muốn gả mày cho ai cũng được hết trơn, phải không? Tao nói cho mày biết, nói thì phải giữ lời đó. Từ rày sắp tới, đứa nào còn dám chống đối tao nữa thì tao sẽ cho hai anh em của mày đi theo con gái mẹ của mày luôn. Nhớ rồi. Mày nhớ nha, cái con trôi sông lạc chợ. Nhớ rồi. Em có sao không? Anh ơi, có sao không? Anh này không sao. Ông làm gì vậy? Dạ. Sáng sớm qua đây làm chi vậy? Tính qua đây gặp chị để nói cho cái vụ Quý với con Út May nó... Ý là gì? Là đám cưới với nhau đó. Cưới hả? Mắc cười quá. Ông muốn rượu riết rồi cái ông lú lẫn. Ông nghĩ sao vậy? Ông giác cái mặt móc ông qua đây đặt vấn đề cứ hỏi với tôi. Nè, sẵn tôi nói luôn nghe. Ông lo mà dọn chỗ khác đi. Ít bữa nữa tôi cho người qua dỡ nhà lấy đất đó. Thôi mà chị ơi. Tôi biết là chị giận nên chị nói vậy thôi. Còn Út nó hư, tôi đập cho nó một trận rồi. Tôi cam đoan với chị, lần này có đám cưới đi nữa nó cũng không dám bẻ chị ở đâu. Thôi kệ nó. Giờ á tôi không quan tâm nữa. Tôi cho ông biết ha, thằng Quý con tôi mà hê một cái đó hả, là con gái nó xếp thành hàng ở đây nè. Mắc mớ gì tôi phải đeo theo con gái của ông. Nhưng mà chị ơi, chị có... Thôi, ông đi về giùm cái đi. Sáng ra công chuyện tôi lu bu lắm. Đừng có ở đây mà kèo nèo nữa. Đừng có mà, nhưng mà giờ chị cũng phải nghĩ chỗ chòm sớm với nhau. Giận gì mà dai dữ vậy? Ai chòm sớm với mấy người? Tôi nói thiệt nghe, tôi làm chòm sớm với mấy người á, để tôi làm với lại mấy con gà con vịt còn sướng hơn á. Đi về đi. Không cứ hỏi gì hết á. Chị Tự. Trời, mình làm gì mà nhìn tao dữ vậy hả? Sáng sớm uống thuốc vậy con? Tôi muốn cưới Út May. Má không cho tôi lấy Út May á là tôi sao? Hả?
Muốn tự tử hả? Mày ngon mày đi chết đi. Còn con nhỏ đó đó hả? Tao không đời nào mà cho nó bước chân vô nhà này đâu. Mày đi đâu đó? Đi đâu? Tôi đi nhảy sông tự tử cho má vừa lòng. Trời đất ơi, cái thằng này nó thằng ngu này. Trời, nó ngu dễ sợ luôn đó. Thằng ngu này, mày đến lại cho tao. Ông ba, buông tôi đi ra. Ông chỉ phải là tôi con. Buông tôi ra, để tôi đi tự tử. Bà chị cho nó cưới ông Bay. Đừng thôi nên tự tử, ông Bay mốt là hối hận đó nha. Trời ơi, có bỏ bỏ tay đi. Bỏ đi, tự tử. Hai à, con nghỉ ngơi đi con. Sáng giờ con cứ hì hục làm hoài à, con không thấy mệt hả con? Con thanh niên trai tráng mà nội. Mà ghế sụp sịch rồi, con ngồi có bị gì thì không sao, chứ nội ngồi lỡ bị gì thì sao? Nội cứ để anh Hai làm đi nội. Ảnh mà không làm biết đâu, ảnh sẽ còn mệt hơn nữa đó. Tụi con thì sao cũng được hết. Còn nội, nội lớn tuổi rồi, nội phải giữ gìn sức khỏe nghe nội. Nội gần đất xa trời, sống nay chết mai, lo gì? Con không lo cho nội thì lo cho ai? Phải chi thằng cha của bay nó biết lo như bay thì cái nhà này đỡ biết bao nhiêu không? Mỗi lần nghĩ tới cha, con đều mong cha đổi tánh để nội được vui. Nhưng mà... Ông ơi! Cái con coi xong lạch chợ đâu rồi? Cái thằng này nhắc cái là nó tới liền à. Cái gì? Bà mới nói gì vậy? Ở nhà không lên tiếng hả mày? Mày cái? Nè! Mày nghe tao dặn nè. Mấy bữa nữa bà Tư bỏ qua đây để bàn chuyện đám cưới của mày. Mày đã hứa với tao rồi, phải nhớ giữ lại nghe chưa? Hả? Sao mà mày cứ làm cái trò này hoài vậy hả bà? Bà câm cái mỏ bà đi. Cái nhà này nuôi nó, bây giờ là cái lúc để cho nó phải báo hiếu với cái nhà này. Biết chưa? Mày nội, con mày mày không thương. Không sao đâu nội, con chịu mà. Đó. Mày nha thằng quý. Ê chó đẻ, thằng chó đẻ, mày dằn mặt ai mày? Ê, cái bà đó đi. Mày mà chịu ơn đó thì bà sẽ xóa nợ cho cái nhà này, chưa kể là cái tiền nạp tài. lời quá rồi còn gì nữa. Nè, sẵn nói luôn cho mày, sau này qua bên bển á, mày cũng phải có cái bổn phận với cái nhà này. Không có được mà bo giữ tiền xài một mình mày biết chưa? Hả? Cái mỏ mày đâu mày không trả lời hả? Mày muốn cái gì? Dạ, con biết rồi cha. Cảnh cáo vậy chưa? Mấy bà cháu của bà mà còn chống đối tôi một lần nữa là tôi quậy bánh cái nhà này luôn đó. Biết chưa? Nội. Út May, bộ con tính nghe lời nói thiệt hả Út May? Dạ, con suy nghĩ kỹ rồi, con sẽ không cãi cha nữa đâu. Nội đừng có lo nghĩ gì hết nghe nội. Nội thấy nội còn nợ con nhiều lắm, phải chi con đừng có sống trong cái nhà này, biết đâu cuộc đời của con sẽ sung sướng hơn. Nội, nội nói gì mà kỳ vậy nội? Con là con cháu trong nhà, không sống ở trong nhà mình thì con biết sống ở đâu hả nội? Nội xin lỗi con, phải chi hồi đó nội trả con về lại cho má con,
thì cuộc sống của con bây giờ đâu có khổ như vậy. Nội. Nước nè con. Nước nè Hai Bình. Hai Bình, con có chuyện gì mà buồn hoài vậy hả? Bộ thất tình hả? Con bực bội trong người thôi. Chắc là thằng cha bá lại chửi hai đứa bay nữa phải không? Ông chửi bới, chịu ngồi nghe chút cũng đâu có sao. Nhưng mà con thấy tức không chịu nổi. Ông cứ một hai bá Út mày lấy thằng quý con của bà Từ nữa hả? Vậy mà tao tưởng sao cái vụ đó là con mẹ Từ cạch mặt gia đình bay luôn rồi chứ. Thì tại thằng quý đó, nó đòi nhảy sông tự tử, bà mới chiều nó. Dì coi, thằng quý như vậy làm sao mà lo được chốt mày. Dì, dì có cách nào cản cha con gì? Tao thề với mày luôn á, tao mà cản được chả, tao chổng khu lên đi bằng đầu. Đối với cha mày á, tao bó tay bó giò ha. Mà thôi đi, có chống đối cũng đâu có giải quyết gì được đâu con. Mất công gia đình thêm xào xáo, mà nội bay á, càng khổ tâm thêm nữa. Mà tao thấy cái tính thằng Quý nó khờ, nhưng mà nó thương con Út May mà. Nếu mà con Út May chịu nó thì mai mốt con Út May nắm đầu nó, rồi sau này được một cái lên nắm quyền luôn, rồi gia đình bay được hưởng. Con không cần, con không có muốn Út May làm dâu bên cái nhà đó. Con Út May mà chịu thằng Quý á, là gia đình bay có lợi mà, sao không chịu, ngu vậy? Thôi vậy đừng nói nữa, con nhức đầu quá. Em muốn gì? Dạ cà phê anh. Cà phê hả? Dạ. Cà phê đá nha. Dạ. Lấy hai phê đá bà chủ. Rồi rồi rồi, có liền. Hai chú đợi chút, có liền. Sao? Em suy nghĩ sao? Em thấy lo quá anh ơi. Lo cái gì mà lo? Không có sao đâu. Ông trời cho mình hai trái thận, phải không? Mình bán một trái đâu có chết chóc gì đâu mà em sợ, đúng không? Mình bán một trái thận kiếm 100+ triệu về lo cho gia đình, khỏe re ha. Nghe lời anh đi nha, cứ như vậy theo anh sẽ lo nha. Bán thận? Bán thận được nhiều tiền vậy sao? Cứ nhìn lại cô đi à, nhìn xem bộ dạng của cô bây giờ có thể tạo cảm hứng cho người khác được hay không. Nhìn lại bản thân mình đi trước khi xúc phạm người khác. Nếu công bằng mà nói á, thì Út May cũng tốt hơn cô gấp nhiều lần. Im đi, im hết đi. Dám so sánh tôi với con bị cái nữa hả? Cười đẹp. Làm gì mà tối hôm nay quậy quọ dữ vậy hả? Sao? Bị cái thằng đại gia của em làm tổn thương trái tim yếu đuối rồi hả? Mày im đi, tao đã bực đó. Anh đã nói với cưng rồi. Trên đời này á, chỉ có một mình anh là yêu thương em thật lòng thôi. Ai biểu em ngu quá làm chi? Em bỏ anh, em chạy theo nó. Tưởng gì? Bây giờ em cũng bị nó chán thôi. Đi ra khỏi nhà tao. Nhanh lên. Nhanh lên. Gì vậy cưng? Sao cưng khí phách vậy? Hả? Cưng đã bị đá nên mới cần anh tới đây để giải thoát. Vậy mà cưng còn chảnh chẹ nữa hả? Anh cứ tưởng cưng là sẽ quỵ lụy khóc lóc xin anh tha thứ chứ. Hôm nay tao ra nông nỗi này cũng là tại mày. Chính mày phá đám tao, bây giờ còn đứng đây nói nữa hả? Mày nhìn đi, mày nhìn kỹ vô cái bản mặt của mày đi, rồi mày đổ thừa tao ha. Mày thấy chưa? Mày có thấy cái nhan sắc của mày nó đã xuống cấp cỡ nào chưa? Thằng già đó nó tham vàng bỏ ngại,
Mày nghĩ cái bản mặt nhào nát của mày mà đủ sức làm cho nó mê mệt sao? Tỉnh lại đi cưng. Biến khỏi nhà tao. Từ nay về sau tao cấm mày bước tới căn nhà này. Biến đi. Tao biết dạo này mày cũng khô máu rồi, nhưng mà tao nghe đầu hồi chiều mày mới vừa lãnh tiền thù lao của xô mày cáo, cho nên tao mới qua đây. Anh cho em hỏi, anh đi mua thận hả? Ừ. Mày dân ở đâu vậy? Dạ em ở cái xóm này nè. Muốn bán thận hả? Hồi nãy em nghe anh nói bán thận được nhiều tiền, cho nên em tò mò qua hỏi. Bộ kẹt tiền hay sao? Dạ em cần tiền trả nợ. Mà anh ơi, bán thận có khó không anh? Làm sao mình bán được? Trời ơi, bán thận dễ ợt hả? Nếu mà được á, khuya ngày mốt mày theo anh lên Sài Gòn, ở trển xét nghiệm xong là anh đưa đi bán luôn. Nhưng mà mình bán xong rồi thì mình có sao không anh? Ôi trời ơi, yên tâm đi. Thấy không, mình có hai trái thận, bán một trái không có chết đâu mà em lo. Biết bao nhiêu người bán, thấy không? Người ta bán xong là người ta có tiền trả nợ, người ta sắm xe, người ta sửa nhà, khỏe re à. Nè, 100 mấy chục triệu luôn đó. Dù gì á thì nhà mình cũng sắp làm xuôi với bên nhà bà Từ. Còn qua đó ăn nói với người ta cho lễ độ tử tế nghe con. Dạ con biết rồi nội. Nhưng mà con chỉ sợ dì Từ không muốn nhận bánh của nội làm thôi. Thì con cứ đem qua đi. Tại nội muốn có chút bánh trái thơm thảo với bà, để sau này bà không có đối xử tệ với con. Dạ. Đi đi con. Con đi nghe nội. Ờ. Dì Từ có nhà không? Tôi đem ít bánh kẹp qua cho dì Từ nè. Bả chồng á, kệ bả đi. Em vừa chồng á, ngủ với anh đi. Anh ngủ một mình á, buồn quá. Quý nói gì nghe kỳ quá. Đi, đi vô chồng ngủ với anh đi. Quý mà như vậy nữa, tôi đi về bây giờ đó. Út My đừng có về, ở đây chơi với anh đi. Anh có mấy con chim dễ thương lắm á. Anh mua á, để mày mốt á, treo lên đầu giường, nó hót cho hai đứa mình dễ ngủ lắm á. Trời đất, anh định treo tụi nó lên đầu giường á hả? Nó hót hay lắm luôn á. Thiệt là tội nghiệp mấy con chim này mà. Quý thả tụi nó đi.
Thả hả? Ừ. Sao lại thả? Con chim là phải sống tự do. Quý nhốt nó trong lòng như vậy, chắc là nó buồn lắm á. Vậy Út Mi có buồn không? Thôi tùy Quý đi. Tôi chỉ tội nghiệp mấy con chim thôi. Thả gì hả? Thả cho Út Mi vui ha. Thả chim Út Mi vui phải không? Thả chim Út Mi vui. Ê. Thả chim nè. Vui. Từ nãy giờ á, tôi nói xa nó gần mà bà cũng không hiểu nữa hả? Tôi đâu có tiền đâu mà cho bà mượn. Bà đó, chỗ chị em có cần phải nói hoạch tẹt ra vậy không? Thôi dẹp đi. Mấy bữa nay á, tôi lo tiền đám cưới cho ông Quý muốn khùng rồi. Có dư đâu mà cho bà mượn. Ê, mà tôi nghe nói đợt này á, bà xóa nợ cho nhà Út May phải không? Ai nói? Xí, bà tưởng tôi ngu vậy hả? Tôi á chỉ nói như vậy thôi, để cho thằng cha bá chịu gả Út May cho thằng Quý thôi. Ủa, vậy là thiệt ra bà không có tha nợ cho bên nhà nó hả? Tôi tính toán hết rồi. Ngoài miệng á, tôi nói tôi tha. Tôi còn cho con Út vòng vàng để nó đeo trong đám cưới, rồi nạp tài cho thằng cha bá. Nhưng mà không có dễ ăn của tôi đâu ha. Để tôi coi, cưới xong á, thằng Quý á có được cắt dòng hết bệnh như bà thầy phán không? Tôi nói thiệt cho bà nghe nha, nếu mà thằng Quý hết bệnh á hả, thì tôi sẽ kiếm cớ đuổi nó đi. Tôi không có ưa cái thứ đó, không có muốn qua lại nhiều. Còn nếu thằng Quý mà không hết bệnh á, tôi dựa cớ hả, tôi đuổi thẳng, khỏi suy nghĩ chi cho mệt. Trời đất ơi, sao bà ác dữ vậy bà nội? Ác gì? Tôi nói thiệt nha, tại thằng Quý nó ngu thôi, chứ con nhỏ đó đó hả, còn lâu mới bước chân vô nhà tôi được. Trời ơi, cái thứ mà vậy nghèo hả? Dì Tần, thì ra dì đã tính trước như vậy. Trời đất, mày vô nhà tao hồi nào vậy mày? Bộ mày muốn ăn trộm hả? Mẹ, tôi mở cửa cho Út Mi vào chơi tôi á. Út Mi ơi, anh thả chim ngoài nhà, mình chơi tiếp đi. Buông tôi ra đi. Cho dù gia đình con có mắc nợ gì, nhưng dì cũng không được quyền coi rẻ con như vậy. Là chuyện hạnh phúc cả đời của con, mà dì muốn làm gì thì làm sao hả dì? Mày, bây giờ con sẽ không bao giờ lấy con trai của dì đâu. Còn tiền gia đình con nợ gì, con sẽ tìm cách để sớm trả lại cho dì. Út Mi, Út Mi rồi, Út Mi, Út Mi ơi, bà thiệt quá đáng à. Mà bắt đền đi, Út Mi giận rồi kìa. Trời ơi, cái gì nữa đây? Đền đi, Út Mi giận rồi kìa. Trời ơi, sao nãy giờ lâu quá mà nó chưa về nữa. Không biết qua bển nó làm sao rồi nữa. Tôi nội cũng mới về. Uống nước đi con. Dạ. Ủa, Út May đâu rồi nội? Nó đi mua đồ cho nội rồi, chút xíu nó về liền hà. Dạ. Sao suốt đêm qua con không ngủ vậy? Nội thấy con cứ lăn qua lăn lại hoài à. Có bệnh hoạn gì không con? Hả? Dạ con khỏe mà nội, con không sao đâu. Con có chuyện gì giấu nội phải không? Hôm qua nay nội thấy con cứ lầm lì sao á. Dạ, con buồn chuyện nhà mình thôi, chứ không có gì đâu. Con có chuyện gì giấu nội không? Nói nội nghe coi nè. Dạ đâu có gì đâu nội. Thôi, con vô cất đồ một cái.
kỳ với tôi coi. Ra đây biểu coi. Vậy? Ai mà ôm xòm vậy? À, ai vậy? Ai? Ủa, bà Từ hả? Từ, có chuyện gì vậy? Chuyện gì hả? Ngay từ đầu á, tôi đã hỏng ưng á hả? Thằng Quý là con gái của ông rồi. Đúng là cái ngữ gì á, rau nào sâu nấy hả? Mà có chuyện gì? Thì cái con mất dạ đó đó, nó dám ngang như nó xông vô nhà tôi. Nó không chấp nhận lấy thằng Quý, rồi nó chửi rủa tôi thậm tệ. Ông coi đó, dù sao đi nữa, tôi cũng đáng tuổi cô dì của nó, mà nó dám ăn nói hỗn hào ngang ngược như vậy đó. Thôi được rồi, để nó về, cô như thế nào tôi mới giải quyết được chứ. Cha. Con quỷ cái. Mày giỡn mặt hả? Mày hứa với tao như thế nào? Mày hứa với tao là mày sẽ nghe lời của tao. Bây giờ mày giỡn chứng hả? Mày hả mày? Mày giỡn chứng hả mày? Cha ơi. Hả? Cha. Mày muốn cái gì? Cha nghe con nói nè cha. Nói cái gì? Sợ gì con làm như vậy? Là vì con nghe được tính toán của dì Từ hết rồi. Mày nghe cái gì? Hả? Cha nghĩ dì Từ dễ dàng bỏ qua món nợ cho nhà mình hả cha? Thì bà nói với tao vậy mà. Đó chỉ là cái bẫy thôi cha. Hả? Để cha đồng ý gả con cho Quý, để Quý có thể lấy được vợ, để có thể cắt được dông và hết bệnh, giống như là ông thầy bói nói vậy đó. Sau đám cưới, dì Từ sẽ không tha món nợ cho nhà mình đâu cha. Nó nói thiệt không? Nó nói xạo đó. Tôi đâu có nói vậy hồi nào. Chính thầy còn nghe được, có dì Thời làm chứng. Nếu cha không tin, cha tới quán dì Thời mà hỏi thử. Nó nói xạo đó. Mẹ. Mày đi đâu đây? Sao mới làm cho Út Mây giận vậy? Em có sao không mày? Em đừng có giận nha. Tôi không biết má đâu. Má mà làm cho Út Mây giận á, tôi chết cho má coi, tôi chết cho má coi. Mày giỏi á, mày đi chết đi, cho tao nhẹ gánh. Mày có biết á là tao cắn răng bấm bụng cỡ nào không hả? Mà chấp nhận ngồi xuôi với cái hạng thứ á hả? Ôm tứ đổ tường như cha bá này không hả? Ngu quá đi, cũng gì mày hết à. Mày biết không? Được rồi, tôi đi nhảy ao cho má coi. Quay, trời ơi, con với cái à. Quay, lại má con. Bây giờ mình tính sao hả anh hai? Bà Từ thế nào cũng làm dữ cho coi. Em nghe nội nói định bán miếng đất Hương Quả, nhưng mà em không muốn chút nào hết. Bây giờ mình cũng muốn bán thì cũng rất là khó. Tại vì hồi đó má mình đã treo cổ tự tử ngay trên miếng đất đó. Bởi vậy người ta sẽ không dám mua đâu. Nếu vậy thì tụi mình phải làm sao? Em đừng có lo nghĩ nữa. Anh hai đã có cách kiếm ra tiền trả nợ cho bà Từ rồi. Cách gì? Anh hai nói thiệt không? Nhiều tiền lắm đó, không có dễ kiếm đâu. Thì anh cũng đang nghĩ cách thôi. Nhưng mà thế nào cũng có cách. Em đừng có lo nữa. Kiếm tiền ít bữa, tạm thời anh chưa thể nói cho em biết là anh sẽ đi đâu hay làm gì. Nhưng em yên tâm đi, vì anh hai đã có cách rồi. Vài bữa nữa trở về, anh hai sẽ nói hết mọi chuyện cho em hiểu. Em đừng có lo lắng quá, cứ đợi anh hai về nha.
Út May. Anh Hai sẽ đem tiền về giải quyết nợ nần cho gia đình mình. Em phải đợi anh Hai về, biết chưa? Cái gì? Thằng Hai Bình nó bỏ đi rồi hả? Ừ. Mèn đét ơi, không lẽ... Gì thời, bộ gì biết anh Hai con đi đâu hả? Tao cũng không chắc nữa. Nhưng mà hôm kia thằng Hai Bình nó có ghé đây, nó nói nó buồn ông già mày. Tao thấy một hồi nó qua bàn kế bên, nó ngồi nói chuyện với cha nào đó. Tao ráng nghe coi nó nói gì, nhưng mà nghe cũng tiếng được tiếng mất hà. Anh nói gì với người ta vậy gì? Để coi. Nó nói cái gì mà kẹt tiền á, rồi bán thận. Mà hình như á, thằng Chả còn hẹn nó lên Sài Gòn nữa đó. Trời đất ơi, dì thời. Sao dì không cho con hay? Tao đâu có dè đâu, cứ tưởng nó hỏi thăm người ta vậy thôi. Ai mà ngờ bữa nay nó đi thiệt. Điều này á, coi chừng nó đi bán thận thiệt nghe mày. Tao nghe đồn á, bán một trái thận cũng được 100 mấy chục triệu. Nên dám á, thằng Hai nó làm liều nó bán thiệt đó. Nhưng mà bán xong á, thân tàn ma dại khổ lắm nghe con. Trời ơi, trời ơi, Hai nói. Ơi là Hai. Sao mà con ngu dại vậy? Nội, trời đất ơi, bình tĩnh lại nội. Nội ơi, đỡ nội ngồi xuống đi. Nội bình tĩnh đi mà nội. Nội, Hai Bình ơi là Hai Bình. Nội, con đừng có như sao vậy con mà. Con lại ngu dại, con làm chuyện dại dột vậy hả con? Nhà mình khổ, để nội bán đất rồi lo cho nó. Sao nó lại đi bán thận như vậy? Nội, bình tĩnh lại đi nội. Để con đi tìm anh Hai về liền cho nội. Nghe nội. Sức khỏe, mạng sống của nó. Nội, nội ơi, nội, trời ơi, bình tĩnh đi nội. Thôi thôi thôi, thôi đưa nội vô quán đi, đưa nội vô quán đi. Lẹ, nhanh lên. Nhanh lên. Để nội ngồi xuống đây đi. Nội, nội, nội ngồi dựa vô đi nội. Con coi nội đi, để dì vô lấy chai dầu. Dạ. Nội ơi, nội. Dì thời ơi, nếu như anh Hai con bán thận thì nguy hiểm lắm hay gì? Chứ làm sao, biết bao nhiêu người vì túng quẫn mà đi bán thận, cuối cùng trở về cũng thành thân tàn ma dại, đâu có làm ăn gì được nữa đâu con. Có người còn bị lừa đảo quỵch tiền, vừa mất thận vừa bệnh hoạn mà không có tiền để thuốc thang nữa, lúc đó mới đau khổ. Út May nè, hay là con coi lên trển kiếm nó về gấp đi. Dạ, để chút nữa bà nội con khỏe chút xíu rồi con đi liền. Ông khoan đi đã, tôi có chuyện muốn nói. Ông ký đi, tôi soạn sẵn rồi đó. Bà nhớ thằng chồng cũ tới mức đó sao? Muốn mau chóng giải thoát khỏi tôi để đi tìm nó hả? Hay là bà bắt đầu mê mà thằng Hai Bình nên muốn sớm được tự do để tặng tiệu với nó? Con người của ông càng mở miệng ra thì càng thấy đê tiện. Tốt nhất là nên câm miệng đi. Đê tiện hả? Tôi nói sai sao? À, mà phải rồi, cũng có thể là tôi sai. Sự thật biết đâu còn kinh khủng và ghê tởm hơn hơn cả những gì tôi vừa nói nữa. Tôi nói cho ông biết, đến giờ phút này tôi tin vào quyết định ly dị của tôi với ông là đúng. Con người của ông đúng là quá bỉ ổi. Tôi không thể để Thúy Hòa sống bên cạnh một người cha khốn nạn như ông. Sở dĩ hôm nay tôi làm lá đơn ly dị này là vì tôi không muốn Thúy Hòa nó bị ông hành hạ một cách tàn nhẫn nữa.
Nghĩa là bà muốn giành quyền nuôi con Thiếu Hòa sao? Đúng. Tôi biết nếu tôi làm như vậy thì ông sẽ rất vui mừng, vì trong lòng ông không hề có một chút tình thương nào đối với Thúy Hòa cả. Ông ký nhanh đi. Tôi đã nói rồi, một khi tôi chưa muốn thì bà đừng có mơ mà bước ra khỏi căn nhà này. Với lại bây giờ cho dù có ly dị đi nữa thì tôi cũng sẽ giành quyền nuôi con Thiếu Hòa. Bà đừng hòng đem nó đi đâu được. Nè, tôi không có thời giờ để mà giỡn chơi với ông đâu. Tôi cũng không có rảnh để đùa giỡn với bà đâu. Tôi nói là bà không có cơ hội đem con Thúy Hòa đi đâu. Tại sao? Ông có thương yêu gì con Thúy Hòa đâu. Phải, tôi không có thương yêu gì nó hết, nhưng không có nghĩa là tôi không thể nuôi nó. Thật ra ông đang toan tính chuyện gì với Thúy Hòa vậy hả? Tôi nhắc cho ông nhớ, Thúy Hòa là con tôi rất ruột đẻ ra. Tôi đi đâu thì con tôi nó phải đi theo. Nếu như có ra tòa ly dị thì tôi cũng không đồng ý để cho ông nuôi dưỡng con Thúy Hòa một giờ một ngày nào hết. Tôi đã nói được thì tôi sẽ làm được. Con Thúy Hòa sẽ không có cơ hội để thoát khỏi tôi đâu, kể cả bà nữa đó. Đây, bà hãy xé bỏ lá đơn ly dị này đi, chả đừng bao giờ đưa cho tôi nữa. Tại sao ông lại đổi ý muốn nuôi Thúy Hòa? Không phải lúc nào ông cũng cảm thấy Thúy Hòa như cái gai trong mắt sao? Nếu lần trước đây có thể tôi sẽ để bà nuôi con Thúy Hòa, nhưng bây giờ thì không. Tôi sẽ giữ nó để làm con tin, nắm cán bà. Chỉ có một lý do là ông muốn dùng Thúy Hòa để khống chế mình. Nếu đúng là như vậy thì chứng tỏ rằng ông đang che đậy một chuyện mờ ám. Nhưng nó có liên quan gì đến Minh Tường không? Để cho dù bà có muốn lật lại chuyện cũ và tìm ra được manh mối nào, thì bà cũng sẽ vì con Thúy Hòa mà không dám tố cáo tôi. Có lẽ mình phải đến tìm thầy của Út May để dò hỏi về thông tin của Minh Tường. Dù chỉ là một tia hy vọng mong manh, mình cũng phải đi.